Hello anh em, hôm nay mình sẽ review cho anh em xem những màn và những pha replay của các bác idol đến từ hai vùng miền khác nhau nha anh em. Và đặc biệt là anh em đến từ vùng đất Tây Nguyên và các bác idol đến từ vùng đất Tây Ninh nha cả nhà. Chúng ta cùng xem những tấm replay và những màn kéo xe của các idol sẽ như thế nào nha. Và cũng nhân dịp mà đầu năm mới này, mình xin chúc cho tất cả anh em dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha. Và chúc cho tất cả các bác tài xế vào nhầm bình an. Và cũng cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua nha. Và không lòng vòng mất thời gian của cả nhà nữa. Nào, mời cả nhà và các bạn cùng xem video của em nhé. Các anh em trên Tây Nguyên chắc không xa lạ gì với xe của idol này rồi phải không anh em? Nào mà TikTok thì xe idol này rất là hot nha cả nhà. Và đây là màn kéo xe đến từ vùng đất Tây Nguyên nha cả nhà. Trên này họ dùng tời để kéo xe nha cả nhà. Với sức mạnh của tời thì quả như là rất kinh khủng nha cả nhà.